Nhóc tì lôi con khiến dân tình rực dịp cười nghiêng ngả khi bất ngờ cho biết có người yêu sau gần 4 tháng cùng chú Quang Linh về Việt Nam. Nói lý do về lại Angola là bởi đã chia tay. Sự hồn nhiên đáng yêu của Lôi được chia sẻ rộng rãi. Rạng sáng ngày 4 tháng 8, team Quang Linh Vlog cùng nhóc tì lôi con đã hạ cánh xuống sân bay Angola, kết thúc chuyến hành trình về Việt Nam dài gần 4 tháng. Rong ruổi khắp mọi tỉnh thành từ Bắc chí Nam, Quang Linh đặc biệt là lôi con đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp để lại nhiều ấn tượng cho dân mạng. Đây cũng được xem là kỷ niệm khó phai đối với lôi con trong ký ức tuổi thơ của nhóc tì. Mới đây trên vlog của Quang Linh, lôi con khi hội ngộ lại cậu bé Tuti, con trai của vợ chồng cùng team châu Phi ở Angola. Hai cậu bé đã có màn trò chuyện ngô nghê, vô cùng dễ thương khiến dân tình được dịp cười nghiêng ngả. Theo đó, lôi con tiết lộ đã có người yêu ở Việt Nam. Câu nói bá đạo khiến người xem lẫn toàn bộ thành viên trong team cũng phải ôm bụng cười. Cụ thể, lôi con khoe với Tuti bản thân đã có người tình ở Việt Nam sau 4 tháng. Tuti liền hỏi thế sao không ở Việt Nam luôn, lôi con dí dỏm cho biết, thì lôi chia tay rồi mà. Tiếp đó, lôi con cũng nhắc đến hai nhân vật là cô Lệ và chú Hoàng, vợ chồng chị gái của Quang Linh. Khi ngày chia tay, cả hai đều khóc, ra tiễn lôi ở sân bay nhưng luyến tiếc, không nỡ rời xa. Lôi con cũng dành nhiều tình cảm cho cả hai, sau thời gian ở chung, trở nên mến tay mến chân, xa nhau cảm giác trống trải. Thậm chí, chị gái Quang Linh trên livestream mới đây của chồng đã bị chồng quay lén cảnh nằm rũ rượi trên ghế, khóc vì nhớ lôi con. Khung cảnh thảm thương trong ngôi nhà khiến netizen cũng buồn lây. Nói thêm trên livestream, chồng Nhật Lệ nói thêm, giờ nhìn trong nhà trông có chán không, mỗi đứa ngồi một góc. Lôi con đi rồi giờ cô Lệ với chú Hoàng cũng trôi đi luôn, cô Lệ khóc mà mọi người. Cả một quá trình hơn 3 tháng rưỡi ở, ăn ngủ cùng nhau, tắm rửa, nói chung là vui lắm. Tiếp xúc nhiều, lôi nó dễ tính, hiền, nó hiếu động, vui tính, hiểu chuyện, tinh tế, giờ đi rồi buồn lắm. Linh cũng vậy, hai anh em hay đi chơi bia, giờ gậy thì còn đây mà người thì đi Angola hết rồi. Những chia sẻ của vợ chồng Nhật Lệ khiến netizen quan tâm, đồng thời hiểu rõ hơn về tình cảm mà cả hai vợ chồng dành cho Quang Linh cũng như lôi con. Các fan cũng mong cả hai sớm có em bé, có con trong nhà thì sẽ vui vẻ, có không khí gia đình hơn. Lôi con sau khi về Angola cũng đã được Quang Linh đưa về lại nhà ở bản, hội ngộ mẹ và các em sau thời gian dài xa cách. Nhóc tì dù chỉ mới 6 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và sống tình cảm. Ngay khoảnh khắc bước vào sân nhà, lôi con đã chạy lại ôm chầm lấy mẹ, sau đó ôm các em khiến dân tình xúc động. Trước đó, trong ngày sắp xếp hành lý để về Angola, lôi con còn chu đáo chuẩn bị quà cho các em. Những suy nghĩ chín chắn của lôi con khiến netizen không nghĩ đây là một cậu nhóc mới lớn. Gần 4 tháng ở Việt Nam, Quang Linh đã đưa bố con lôi đi nhiều tỉnh thành, kết hợp công việc và trải nghiệm. Cũng trong thời gian này, Quang Linh vướng một vài ồn ào như bị chồng của Hằng Du mục ghen, vụ việc với O Huyền Sầu Riêng, bị kẻ xấu giả mạo. Trước những sự việc này, anh chàng chia sẻ ngắn gọn, từ trước đến giờ bản thân không thích ồn ào hay vướng vào bất kỳ tranh luận nào trên mạng xã hội cả, nên có gì các bạn hoan hỉ bỏ qua ạ. Quang Linh Vlogs có tên đầy đủ là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, đến từ Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh chàng sang Angola theo hình thức xuất khẩu lao động. Tại đây, anh bắt đầu mày mò quay video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở châu Phi và dần thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.